Hello Thúy. Dạ, good morning chị Nguyệt và cháu chào cô Hana. Nãy giờ nghe thì công nhận phải nói là mình không hiểu về sản phẩm thật, nhưng mà một điểm mà Thúy đã biết đó là cái gì mà ý xót là mình nên xài, mình nên thoa lên trên người của mình hết. Thì hồi trước khi mình còn con gái thì Thúy sử dụng thì không thấy cái sự khác biệt gì nhiều, vì mình không có những cái điểm như cô nói là nó lộ ra trên cái thân thể của mình đó, cho nên sử dụng thì không thấy sự khác biệt. Nhưng mà sau khi sanh em bé thì đúng một tháng thì Thúy đã sử dụng. Cái này sử dụng là vì được người chị nhắc nhở, cứ lâu lâu chị nói Thúy ơi chị lại phải đi sửa áo dài của chị nữa rồi, mà họ Thúy hỏi là chị xài cái gì thì chị nói ồ chị xài cái này nè, cho nên là nghe cái câu đó cái mình sanh xong sau một tháng mình cũng phải lật đật đi xài. Và như cô nói 8 tuần là có cái sự khác biệt đó, thì cá nhân Thúy sử dụng sau đúng chưa được 4 tuần, mới có 3 tuần rưỡi thôi là hết một tip của nó, đó là mình đã thấy sự khác biệt rồi. Thì khi mà thấy sự khác biệt thì lúc đó là kêu gọi hết người này người kia để sử dụng. Nhưng mà đặc biệt là cho những chị em phụ nữ sau khi sinh xong đó, mình nên sử dụng để rồi mình mau lấy lại cái vóc dáng của mình khi mà mình còn con gái hơn. Cho nên đó là cái mà Thúy đã sử dụng cho tới ngày hôm nay, là được 3 tháng thì mình cũng đã thấy được cái sự rõ rệt, rất là rõ rệt trên cái thân hình của mình được rồi. Cho nên kêu gọi các chị em phụ nữ nên sử dụng. Thúy nói là sau khi sanh xong, nhưng mà các chị em của mình sanh lâu rồi nó cũng giống như là sau khi sanh vậy đó, mình cứ vẫn dùng nhé. Không phải là sanh xong mới dùng được đâu. Tiếc là không không có hình before and after của Thúy đó, nhưng mà thấy hình before and after của Thúy là các anh chị phải wow. Cảm ơn Thúy rất là nhiều.